công ty đang mời mọi người thử nghiệm Project Relay đã quá lâu, những người khiếm thính đã phải vật lộn để không chỉ người khác hiểu mà còn bằng công nghệ dựa trên giọng nói. Mặc dù một số công ty đã bắt đầu làm cho sản phẩm của họ hoạt động tốt hơn cho những người có giọng nói không điển hình, các dịch vụ phổ biến nhất vẫn không nghe rõ họ. Hôm nay, Google đã thông báo rằng họ đã tạo ra một ứng dụng Android mới có tên là Project Relay, có thể giúp những người bị khiếm thị giao tiếp dễ dàng hơn với những người khác và trợ lý. Nó đang tìm kiếm những người thử nghiệm bản beta để kiểm tra và cải thiện ứng dụng bắt đầu từ hôm nay. Giống như giám đốc sản phẩm của Google Research Julie Katiao đã nói trong một video, nhận dạng giọng nói chuẩn không phải lúc nào cũng hoạt động tốt đối với những người có giọng nói không điển hình vì các thuật toán chưa được đào tạo trên các mẫu giọng nói của họ. Project Relay sẽ sử dụng các mô hình tùy chỉnh được đào tạo trên các mẫu giọng nói của từng người dùng. Khi ai đó khởi chạy ứng dụng lần đầu, nó sẽ yêu cầu họ lặp lại một vài cụm từ để tạo mô hình cơ sở và hiểu cách họ nói. Sau đó, Project Relay có thể thực hiện 3 việc: chuyển lời nói của người dùng thành văn bản mà họ có thể sao chép và dán hoặc hiển thị cho mọi người trên màn hình của họ, đọc những gì người dùng nói bằng giọng nói tổng hợp và giao tiếp với trợ lý Google. Ứng dụng này vẫn đang được thử nghiệm và công ty cho biết họ sẽ nhận lại những người nộp đơn cho các vị trí thử nghiệm beta trong những tháng tới. Nhưng đây là bước đầu tiên quan trọng để cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói cho những người có giọng nói không điển hình. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!